Kính chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí cùng theo dõi nội dung lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa. Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết Sao cho được lòng dân, bút danh Chiến thắng, đăng báo Cứu quốc số 65 ngày 12 tháng 10 năm 1945. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc ta. Song chính phủ mới gặp rất nhiều khó khăn thách thức, thù trong, giặc ngoài, điên cuồng quấy phá, tìm mọi cách lật đổ chính quyền non trẻ của chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài Sao cho được lòng dân để căn dặn các cán bộ, đảng viên, bộ đội, công an của chính quyền mới phải luôn đặt quyền lợi của nhân dân lên trên, lên trước. Việc gì có lợi cho dân phải kiên quyết làm cho bằng tốt. Theo quan điểm của Bác, một nhà nước thật sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân, phải coi việc phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân là mục tiêu, phương hướng hoạt động của mình. Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng 9 tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2018. Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị. 9 tháng đầu năm, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện đề án xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã vững mạnh toàn diện. Đến nay, đã xây dựng được 82 chi bộ quân sự xã, 100% có cấp ủy, cán bộ, Ban Chỉ huy quân sự xã đạt trên 95%. Khu áp đội trưởng đạt 100%, tổ chức 21 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh với hơn 1.700 cán bộ tham gia thuộc các đối tượng 1, 2, 3, 4, phối hợp 33 trường trung học phổ thông giáo dục quốc phòng an ninh cho 33.271 học sinh và 2.326 sinh viên của 5 trường trung cấp cao đẳng trên địa bàn tỉnh đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Phối hợp tổ chức tư vấn học nghề, giải quyết xuất ngũ và bàn giao 1.619 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đảm bảo chu đáo, nghĩa tình. Công tác đảng, công tác chính trị luôn được chú trọng. Chất lượng quản lý giáo dục rèn luyện đảng viên được nâng cao. Đến nay, tỷ lệ kết nạp đảng viên trong bộ đội, thường trực đạt 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 26%, dự bị động viên đạt trên 10%. Phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua, lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, các mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả thiết thực. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, hiệu quả, luôn bảo đảm chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ, quân số khỏe, bình quân đạt 99%. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đã đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, tham gia chấp hành tốt mọi chủ trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại thị xã Phú Mỹ, Tổng công ty Ba Son thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy, Tổng công ty đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Các phong trào thi đua được triển khai thường xuyên, liên tục, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị như đóng mới thành công nhiều loại tàu cho quân chủng hải quân, cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư, thực hiện 75-80 hợp đồng sửa chữa tàu có trọng tải lên đến 10.000 tấn. Doanh thu bình quân đạt 3.318 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn 2013-2018, tổng công ty được đảng, nhà nước, quân đội khen tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu vinh dự, tiêu biểu, huân chương lao động hạng nhất năm 2014, huân chương quân công hạng nhất năm 2015, cờ thi đua của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2013-2017, bằng khen Bộ Quốc phòng về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2010-2015.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng đánh giá các thành quả mà cán bộ, công nhân viên, đảng ủy, Tổng công ty Ba Son đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Tổng công ty tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong các giai đoạn tiếp theo. Tại đại hội, 8 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích và cống hiến xuất sắc trong giai đoạn vừa qua đã được vinh danh và trao bằng khen. Cục Kỹ thuật Quân khu 7 đã bế mạc hội thi trạm sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến thuật quân khu năm 2018. Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 dự bế mạc. Tại hội thi, các thí sinh đã tham gia thi các nội dung như công tác quy hoạch mặt bằng, phân khu chức năng và xây dựng chính quy, công tác quản lý, điều hành bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Thi hiểu biết chiến thuật kỹ thuật, thực hành tổ chức ngày kỹ thuật của trạm sửa chữa. Hội thi là dịp quan trọng giúp cho các thí sinh nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ để vận dụng trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, thực hiện nề nếp chính quy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật ở đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm trong thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tại các trạm sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật trong thời gian tới, góp phần xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết quả hội thi, giải nhất thuộc về Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, giải nhì thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, giải ba Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi. Kính thưa các đồng chí và quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, thi đua là yêu nước phải thi đua. Những người thi đua nhất chính là người yêu nước nhất. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng nỗ lực thực hiện thành công nhiều phong trào thi đua. Coi đây là động lực để toàn lực lượng hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu huấn luyện cũng như đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. Trong đó, phong trào thi đua quyết thắng được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực để thúc đẩy các phong trào thi đua khác phát triển. Để phong trào thi đua quyết thắng được duy trì nghiêm túc, có nề nếp, chất lượng và hiệu quả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập hai khối thi đua. Khối 1 gồm các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc lực lượng vũ trang tỉnh. Khối 2 gồm 86 ban chỉ huy quân sự, các cơ quan, tổ chức cơ sở nhằm đưa phong trào thi đua quyết thắng ở các đơn vị, ban chỉ huy quân sự, các cơ quan, tổ chức cơ sở và tổ chức thành 3 cụm thi đua đã đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết Đảng ủy quân sự tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2010-2015, nghị quyết lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Hàng năm, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động quán triệt nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ra chỉ thị và tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng, thi đua trong huấn luyện, các đợt thi đua cao điểm trong lực lượng vũ trang tỉnh. Để kịp thời phát hiện những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, các hội đồng, tổ thi đua khen thưởng đã được thành lập ở các cấp, thường xuyên kiện toàn đủ về cơ cấu, số lượng và chất lượng, có quy chế, chương trình công tác và tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Hàng quý, hàng năm, hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, từ kịp thời khen thưởng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, cũng như tìm ra hướng khắc phục những hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai trong phong trào thi đua quyết thắng, đó là nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ năm 2013 đến năm 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực thực hiện các cuộc vận động, xây dựng các tổ chức vững mạnh, toàn diện. Mục tiêu của cuộc vận động được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu thi đua cụ thể đối với từng tổ chức, từng con người. Thi đua đã trở thành nhân tố bên trong, thành động lực trong quá trình xây dựng và trưởng thành của từng đơn vị, sự hoàn thiện nhân cách của mỗi quân nhân. Các chi đảng bộ có bước phát triển, tiến bộ trên nhiều mặt, đã chủ động quán triệt sâu sắc các nghị quyết của cấp trên và cấp mình, xây dựng chương trình hành động và đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể.
Xác định phong trào thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua quyết thắng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, mô hình học cụ, phục vụ trưng bày và huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia lễ ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang huyện hàng năm theo đúng kế hoạch, đảm bảo đủ quân số, thời gian và an toàn tuyệt đối. Quá trình huấn luyện luôn được đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp với thực tiễn, sự phát triển mới và nhiệm vụ của từng đơn vị. Từ phong trào trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã dấy lên nhiều phong trào thi đua mang tính quần chúng sâu rộng như phong trào huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, luyện hay, đánh giỏi, vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, dạy tốt, học tốt. Trong đó, đỉnh cao trong phong trào thi đua trong huấn luyện là tổ chức các cuộc thi, hội thao ở đơn vị cơ sở và cấp tỉnh. Thực hiện chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức đăng ký, phúc tra nắm nguồn, sắp xếp biên chế vào các đơn vị. Hàng năm động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện 100% đầu mối đơn vị quân số đạt trên 95%. Kết quả huấn luyện đạt khá. Đến nay, đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% so với dân số, huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động đạt 100% dân số. Ở cương vị chính trị viên, thì bí thư chi bộ quân sự, thì tôi cũng rất là quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Vì cái lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt của quân sự tại địa bàn phường xã. Khi mà chúng ta phát triển được đảng trong lực lượng dân quân là chúng ta đã phát triển được thêm một cái đồng chí có cái khả năng nhận thức về tư tưởng chính trị cũng như tuyên truyền chính trị, làm công tác dân vận đến với lực lượng dân quân tự vệ của địa phương. Và tôi cũng rất là quan tâm tới cái việc là phát triển các cái phong trào ở trong cái lực lượng dân quân tự vệ. Và chính cái phong trào thi đua quyết thắng của thành phố đã gắn liền với lại cái sự thi đua quyết thắng của lực lượng dân quân của phường 7 trong cái thời gian vừa qua. Cùng với công tác đảng, công tác chính trị cũng như nâng cao chất lượng huấn luyện, nhiệm vụ đảm bảo về hậu cần kỹ thuật cũng được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm. Với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, thông qua các phong trào cụ thể, nuôi quân giỏi, quản lý tốt, xây dựng đơn vị quân y năm tốt, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, phát huy nội lực. Qua thực hiện, đã động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nỗ lực, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khai thác mọi tiềm năng, đảm bảo cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh, cải thiện đời sống sinh hoạt, sức khỏe bộ đội, quân số khỏe thường xuyên đạt trên 99,7%. Phát huy truyền thống cao quý, phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, công tác vận động quần chúng đã đạt được thành tích quan trọng, góp phần đáng kể vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, chung vai góp sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục giải quyết những phức tạp về chính trị, những vấn đề yếu kém ở cơ sở. Hưởng ứng phong trào thi đua, lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, các đơn vị đã cử 15.254 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân về các vùng sâu vùng xa. Từ năm 2013 đến năm 2018, lực lượng vũ trang tỉnh đã tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các đơn vị trên địa bàn tỉnh và quyên góp xây dựng được 70 nhà đoàn kết, nhà đồng đội, nhà nghĩa tình trị giá trên 3 tỷ đồng. Qua đó đã củng cố tiềm lực chính trị, tinh thần, thế trận lòng dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân và chính quyền nhân dân. Đối với bản thân thì nhìn chung thì là thấy phong trào này nó hết sức là thiết thực. Từ công việc chuyên môn đến là những cái công việc hàng ngày nó giúp cho bản thân là nó nắm rõ hơn, và đối với cái phong trào thi đua quyết thắng này thì là làm cho cái bản thân nâng cao được cái nhận thức, cũng như là đối với công việc hàng ngày nó giúp cho bản thân quá trình công tác thì nó đảm bảo hơn. Đối với trên cương vị thì chỉ huy phó thì bản thân luôn là nêu cao cái tinh thần là trách nhiệm, luôn là nhận và hoàn thành tốt cái mọi nhiệm vụ mà cấp trên cũng như là của Đảng và Nhà nước đã giao cho. Bản thân tôi luôn có nhận thức rất là sâu sắc về những cái việc mình làm để làm sao thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng của toàn đơn vị ngày một tốt hơn. Chính vì lẽ đó tôi đã trau dồi bản thân về chính trị tư tưởng,
cũng như đạo đức lối sống, từ đó truyền tải những cái ý nghĩa của cuộc phong trào thi đua quyết thắng đến toàn thể chiến sĩ dân quân tự vệ của cơ quan, để giúp cho các đồng chí có những cái định hướng tư tưởng một cách tốt nhất khi thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao đối với bản thân mình cũng như đối với phong trào thi đua quyết thắng. Bên cạnh đó thì tôi còn tham gia rất nhiều các hoạt động vận động quần chúng nhân dân để tham gia những hoạt động xã hội để góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, để từ đó góp phần rất lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa. Có thể nói, với việc làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động, nên phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh đã được đẩy lên một bước mới, sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả hơn. Phong trào thi đua quyết thắng thực sự là động lực thúc đẩy các tổ chức, các cá nhân năng động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, qua đó xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.